tròn chia nói nên cái nét đẹp vuông tròn đầy đủ với Chúa không gì quý báu hơn. Hai chữ chi nữ đó đã lột được hết đi nét đẹp của Đức Mẹ là đầy ơn phước. Hôm nay chúng ta bước vào ngày đầu tháng 10, chúng ta mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Cô. Mỗi người chúng ta hãy đi vào gương của Đức Mẹ để chúng ta lột được cái nét đẹp của Đức Mẹ. Chút nữa đây chúng ta được lên viếng Đức Mẹ ở trung tâm Đức Mẹ. Chúng ta nhìn thấy tất cả những cái nét đẹp của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói vui, công trình này do một trong nhiều công ty người ta đã thừa nhận để người ta làm công việc xây dựng núi núi, và một trong những công ty người ta đã nhận lần được Đức Mẹ để làm được Đức Mẹ. Đây là một công ty của Phật giáo, người ta nhận xét như vậy. Chúng tôi đúc tượng Phật rất nhiều,